Xin chào các bạn, mình vừa mới đi chợ xong thì trên đường về mình đã ghé vô cái tiệm Burger King này để mua bánh mì. Thì mình muốn mua để mang về nhà ăn cho nên là mình đi qua drive-thru. Thì rất là dễ, mình chỉ cần lái xe tới cái chỗ này và nhìn lên cái bảng menu ở đằng trước á, rồi các bạn gọi món thôi. Chồng mình đang gọi món ăn. Thì ở đây là có cái bảng thực đơn của tiệm nè. Người ta để ở ngay cái khu vực drive-thru này á, là để dành cho những người mà đi mua đồ ăn giống như mình á, ngồi trong xe xong rồi nhìn lên cái bảng menu này, rồi nói chuyện với nhân viên và gọi món. Sau đó tiếp tục lái xe đến cái chỗ mà trả tiền và nhận đồ ăn. À các bạn ơi, ở trên đây mình thấy người ta đang ghi cái bảng là cần người nè. Ở Burger King thì họ trả khoảng 11 đồng một giờ, tức là khoảng 255.000 đồng cho một tiếng làm việc. Thì một ngày nếu mà các bạn làm 8 tiếng thì cũng được 88 đô, bằng khoảng hơn 2 triệu Việt Nam. Nói chung là những cái người mà đi làm ở những cái tiệm ăn fast food hoặc là nhà hàng, hoặc là những nhân viên bán đồ ở trong shop quần áo hoặc là ở trong siêu thị, thì đây là cái mức lương rất là phổ biến. Đa số những người mà làm ở trong đây là những cái bạn trẻ mà vẫn còn đang đi học, muốn đi làm thêm để kiếm thêm chút tiền sinh hoạt, hoặc là những người mà vì hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn và không có bằng cấp thì họ cũng có thể xin vô đây làm. Mình mời các bạn xem sơ sơ cái cảnh bên trong của nhà hàng Burger King nha. Hiện tại bây giờ vẫn đang còn dịch bệnh á, cho nên là đa số mọi người đều mua đồ rồi mang về nhà ăn thôi. Nhà hàng thì cũng chỉ có một số nơi mới mở cửa cho khách vô, còn đa số là đóng cửa hết đó các bạn. Về đến nhà của mình rồi nè, bây giờ mình sẽ mở cái bao này ra và cho các bạn xem là mình đã mua những gì nha. Bữa nay mình mua cũng hơi nhiều. Ở đây có khoảng 6 cái bánh mì burger nè, rồi 3 cái khoai tây chiên nhỏ, 12 miếng gà và 4 miếng ớt chiên bột. Để chồng mình mở ra rồi mình sẽ review tất cả những cái món này cho các bạn nghe nha. Burger King là một chuỗi nhà hàng lớn thứ hai thế giới về bán đồ ăn fast food giống như là burger, khoai tây chiên, salad. Và nói chung là tất cả những cái đồ ăn nhanh thì ở đây đều có. Thì Burger King giá cả của nó cũng giống y như là McDonald's thôi. Giá của những burger ở đây rất là rẻ và người ta cũng có thể dùng những cái voucher giảm giá, hoặc là cứ vài tuần thì họ sẽ có những cái giảm giá đặc biệt luôn. Cho nên khi mà mua đồ ăn ở đây, mình chỉ cần lên cái website của họ hoặc là có cái app trên điện thoại mình mua thì sẽ rẻ hơn nhiều. Nói chung những cái đồ ăn mà burger hay là khoai tây chiên như cái dạng này nè, bên này người ta hay gọi là fast food á, thì ở bên Mỹ, Úc hoặc là những nước châu Âu á, thì những cái thức ăn như vậy rất là rẻ tiền và để cho những cái người mà có thu nhập thấp á, họ cũng có thể ăn được. Thì đây là những cái món ăn gọi là rất 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 bình dân ở bên nước ngoài nha các bạn. Mình đang chuẩn bị ăn thử cái miếng ớt chiên bột ở cái tiệm Burger King này các bạn. Thì cái nước sốt này gọi là Buffalo, thì nó hơi cay cay chua chua các bạn. Miếng này là bên trong nó có ớt nha, rồi nó có thêm cheddar cheese, phô mai, và cái vỏ bên ngoài là một cái lớp bột ăn rất là giòn. Bên trong thì có cái bơ béo béo và có cái vị hơi cay cay của cái ớt, ăn ngon lắm. 4 miếng này chỉ khoảng 1 đô thôi. Tiếp theo mình sẽ ăn thử 4 miếng gà nuggets. Thì miếng gà này họ làm hơi cay cay cho nên là cái màu của nó hơi đỏ đỏ nha. Ở bên này cũng có nuggets mà cái loại không cay nè, nhưng mà mình sẽ ăn thử cái loại miếng gà cay này trước ha. Và cái lớp bột bên ngoài rất là dày và cái màu rất là đẹp luôn. Thì cái này nó làm cay cay cho nên là họ dùng cái màu của cái ớt bột đó các bạn. Mình sẽ chấm thử với cái nước sốt này trước nha. Thiệt ra các bạn ăn không cũng đã ngon rồi, nhưng mà tại vì mình mê cái nước sốt này lắm cho nên lúc nào mình ăn mình cũng kêu thêm và chấm. Và các bạn xem nè, cái lớp bột bên ngoài rất là dày luôn mà cái màu rất là đẹp. Còn cái vị cay thì nó chỉ hơi cay cay giống như là cái vị của tiêu á, chứ nó không có cay quá. Còn đây là cái miếng gà mà không cay, cũng giống y như cái hồi nãy thôi, nhưng mà ở đây họ chỉ chiên một lớp bột mỏng và bên trong thì cũng là thịt gà y chang như vậy. Nhưng mà cái miếng này đặc biệt là các bạn ăn sẽ thấy nó mềm hơn. Thông thường thì mấy bé rất là thích cái món gà chiên như vậy bởi vì thịt nó mềm mà rất là dễ ăn, còn cái vị thì rất là ngon luôn. Tiếp theo là khoai tây chiên. Đây là cái size mà nhỏ nhỏ thôi, nếu mà các bạn mua bự hơn thì tất nhiên là mình phải trả thêm tiền. Khoai tây ở đây vừa mềm nè, vừa bùi nè, mà cái vỏ bên ngoài thì nó hơi giòn giòn. Nói chung là mấy cái tiệm bán đồ ăn fast food đó, mình rất là thích ăn những cái khoai tây chiên mà họ làm bởi vì nó ngon lắm các bạn.
Còn đây là cái bánh mì Whopper Burger nổi tiếng nhất của tiệm. Thì Whopper cũng là cái tên trademark của Burger King luôn. Cho nên là khi mà các bạn đến tiệm Burger King á, thì các bạn nên thử cái bánh mì Whopper Burger này nha. Và chỉ có Burger King mới có Whopper thôi các bạn. Wow, cái bánh mì này rất là bự và nặng luôn. Cái miếng thịt coi nè, dày chưa? Thì bình thường trong cái miếng bánh mì Whopper này á, là sẽ có một miếng thịt bò nè, rồi có rau xà lách, cà chua, hành tây và đồ chua mà làm dạng bằng dưa leo đó các bạn. Và đặc biệt là sẽ có cái sốt mayonnaise và tương cà chua luôn. Wow, các bạn xem nè, nhìn hấp dẫn chưa? Trên miếng bánh mì á, có một cái lớp mè cho nên là ăn rất là bùi và thơm. Mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Đây là bánh mì cheeseburger. Thì bên trong cái bánh mì này sẽ có miếng thịt bò ha, và miếng cheese, rồi có thêm đồ chua mà làm bằng dưa leo á, rồi họ sẽ cho thêm một cái nước sốt gọi là mustard. Thì cái sốt này nó có cái vị hơi hăng hăng cay cay, giống y như là khi mà các bạn ăn rau cải á, nó có cái vị giống giống như vậy. Và họ sẽ bỏ thêm tương cà chua nữa. Cái miếng bánh mì cheeseburger này thì nó nhỏ bằng nửa cái bánh mì Whopper hồi nãy đó các bạn. Còn đây cũng là một cái loại bánh mì cheeseburger thôi, nhưng mà mình đã gọi thêm salad, cà chua và hành tây. Bởi vì đa số cheeseburger thì sẽ không có những cái món này đi kèm, nhưng mà nếu mà các bạn thích thì các bạn vẫn có thể gọi thêm được nha, và họ sẽ không tính thêm tiền. Wow, một bữa tiệc dành cho 6 người mà chỉ hết có 18 đô thôi. Vừa ngon và giá cả lại rất là bình dân. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian để xem video này nha. Các bạn nhớ bấm subscribe, đăng ký để xem tiếp những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!